Thomas, Donna, Alamaz, vâng, trở lại trận đấu chung kết ở series thứ 6 thôi. Bên này là Pamra và cùng là Greg của game thủ Chipboy. Không biết bên kia sẽ là cái gì. Vâng, trở lại trận đấu thôi. Thì vừa rồi tôi mới có cập nhật một chút thông tin về cái kèo đấu giữa Việt Nam và Trung Quốc. Vâng, đại diện bên phía Việt Nam sẽ là Hồng Anh, còn bên phía Trung Quốc là Mỹ Tịch, Giay Giay và Seng Long. Kèo đấu đầu tiên chúng ta chuẩn bị được xem sẽ là kèo đấu giữa Hồng Anh và Mỹ Tịch. Tên của anh thì viết tên là Mẩy Si nhưng mà anh em hay đọc là Mỹ Tịch. Vâng, game thủ thứ hai là Giay Giay và cuối cùng là Seng Long kèo Seng. Đánh với Mỹ Tịch là kèo AC, đánh với Giay Giay thì là kèo random. Còn kèo 22 No1 Chipboy, Gunny và Tom thì xem và dự đoán trên kênh 4. Còn kèo 44 Sky Hà Nội sẽ xem và dự đoán trên kênh 3. Đó, các bạn hãy chú ý. Rồi trải trận đấu thôi. Bằng bên kia cũng có một Greg, hình như là Per Greg. Đấy chưa? Vâng, như vậy là bên kia là Per Hit, còn bên này là Pan Greg. Nhưng mà cũng cần thôi, không có gì cả. Đây là Pan với An đến từ nước 1. Một vài kích 10-20. Chắc đem 10-20 luôn. Rồi 10-26.
Chipboy xem. Chipboy là bài đầu 11 rồi. Tiếng bơ chọc chéo nó một không. Nó một tham giả. Nó một tham giả thì sẽ đây bị chọc chéo rồi. Vé. Không. Tôm là người vé trước. À, nó một không phải một bài khỏe cho lắm. Như thế nào đây? Liệu rằng tôi chan có ăn hoàng các phải hiểu ngoài bản đồ hay không? Cái kia như Chipboy là người mất giò. Đúng như vậy, Chipboy là người mất giò. Là 2. Bơ lên khỏi và đột biến nhưng mà là ngoài mắc binh. Bên kia thì No1 cũng không thể chém được Hitty. Vậy tỷ số sẽ